Cảm ơn anh chị khách dễ thương đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm tại shop Happy. Anh chọn mũ ZS613 được tặng mái che và mũ thêm hàm. Còn chị thì chọn mũ Rock 07 tem Dragon Boy rất là dễ thương, tươi sáng với màu trắng, màu xanh, màu đỏ và chút xíu xám xám hòa trộn, rất là đẹp. Hiện tại Happy có 7 cửa hàng tại quận Tân Bình, Bình Thạnh, Tân Phú, quận 7, quận 8, quận 12 Hồ Chí Minh và một cửa hàng quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Cả 7 cửa hàng đều có đủ hai cái loại mũ này nha các bạn. Thì mũ Rock 07 mình đã giới thiệu rất là nhiều rồi, mũ hai kính nhỏ gọn và nhẹ nhất hiện tại, giá chỉ có 980 thôi, được tặng thêm một bộ kính là bao gồm một kính ngoài và một kính âm phía trong. Còn mũ ZS613 cái đặc tính của nó có thể tùy biến được nhiều cái hình thái khác nhau, ví dụ các bạn có thể sử dụng như mũ 3/4 hai kính hoặc là mua thêm cái hàm lắp vào, nó sẽ giúp chắn bụi, chắn gió nhiều hơn. Nhưng mà khi nào mình không xài nữa, mình tháo cái hàm ra, nó sẽ trả về trạng thái 3/4, cũng rất là linh động, cơ động khi sử dụng đi trong phố hàng ngày. Thì mũ này mình đánh giá nó rất là cao ở cái độ tùy biến. Ngoài ra còn có lắp thêm cái mái che. Cái mái che thì hãng tặng kèm khi mua nón nha. Mái che giúp cho không bị nóng mặt, không bị chói. Và đặc biệt đi ban đêm á, khi người ta rọi đèn pha vào sẽ không bị chói mắt. Thì mũ này nó rất là phù hợp với những bạn nào là đi hàng ngày, đi dài dài và lâu lâu có chuyến đi dài thôi, đi tốc độ không quá cao thì rất là tiết kiệm, mình không cần phải mua một cái mũ 3/4 và một cái mũ full face. Cả hai mũ này đều được bảo hành 3 năm tại shop Happy. Riêng mũ Rock 07 chỉ cần rơi rớt và đập do tai nạn, trừ bạn cố tình phá hoại, nếu bị nứt, bị vỡ vỏ nón sẽ được đổi nguyên cái nón mới luôn. Còn nón CS613 thì chỉ đổi vỏ nón mới thôi nha. Nón Rock 07 được hỗ trợ xài thử trong 2 tuần, không thích thì trả hàng, mình hoàn tiền là 80% tiền. Rồi cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.